tối em ho quá em ngủ không được luôn. COVID mà chị ba, khổ, COVID đâu có thuốc chữa đâu chị ba. Chị ba có chích chích ngừa không vậy chị ba? Má em không có chích ngừa. Chị ba có chích ngừa hả? Chị ba chích hai lần luôn rồi hả? Không có, em bị đây là lần lần thứ ba rồi. Má nói quá tam ba phần. Má giờ thở không được, qua lộn ngửi không được cái gì luôn, không có ngửi được cái mùi gì hết. Nói thì cái giọng này con em nó cũng bị rồi, con em nó cũng bị xong rồi bác sĩ kêu là mày chờ khi nào nó hết xong rồi mày thử lại coi, nếu mà nó còn bị thì mày ráng mày chịu, nó bắt chán. Ủa má tưởng nó nói gì, nó kêu bị thì mày ráng mày chịu. Ủa mất dạy rồi. Mấy bác sĩ bên đây nó có đẻ thì... Ủa má em thấy mấy bác sĩ bên đây nó cho đẻ, nó không có cái sự mà lương lương y của người bác sĩ, không có lương tâm. Lòng má cái gì vậy? Ủa mất hả? Ok là mất đi nào. Cứ thấy tao không không đi đi là lên nó gây lộn đấy, để cho có đề tài tao mới thì mấy đứa kia đừng tin tao, đừng có tin tao ơi, đừng có tin thật. Mấy thằng khùng thằng điên, mấy thằng xì ke ma túy rồi mấy con làm bị cà phê điếm ở Việt Nam, nó thấy tao thật thà nó lên nó gây sự rồi nó làm sự chú ý đi. Tao đừng để ý cái mẹ đó. Dù sao mình cũng là người nổi tiếng thao thoát mà đúng không? Mấy cái đứa con nhóc ngày xưa tao chơi thao thoát, không chừng nó đang đi đi bán cà phê rồi đi, trong chưa mặc quần đùi này kia. Bây giờ lớn lên biết làm bỉ là biết chích xì que lên đến nó bậy xuống. Đừng nghe tụi nó mà những game tụi nó chơi nó bắt táo cũng cũng đi liên suốt cả ngày chết thật. Mấy cái đứa đó là không đáng chú ý không? Chú ý mấy cái đứa ví dụ như là nó có làm có tiền danh dự là kia, có mấy đứa xì ke rồi làm bỉ rồi cà phê, mấy đứa Việt Nam thì móc đồ cao cấp, con táo là còn ngồi ở số 4. Còn đúng là mấy đứa con gái đó là nó móc đồ cao cấp, nó biết nhục thật mà. Táo đứng tin không? Thật cái tèo nó nghiệp mà mấy cái thằng xì ke ma túy còn thằng chích xì que. Đừng nghe cà phê nói chuyện, đừng nghe thằng gì nói chuyện bậy. Mục đích của nó là lên gây chuyện này, gây náo loạn thì mục đích của nó là kiếm tiền xin tiền thôi. Không, mấy thằng xì ke nó vậy tao đừng có tin nó. Đồ má mình là cây cao bóng cả, cái bao góc này là công ty, cái company của tao mà, thích thì cho nó chơi, thích đuổi nó ra đúng không? Thôi đi xuống nha. Ba là thánh nữ, ok, chứ không phải là cái gì chinh chinh nữ cái gì đó, có mày nói sập vũ. Chị ba đừng có để ý mấy đứa đó chị ba, ok, không có nói chuyện với tụi nó. Mình nói chuyện với nó là mình tự hạ coi như là cái đẳng cấp của mình xuống. Ủa mà mình dù sao đi nữa mình là cũng là thánh nữ mà, chứ đâu phải là đâu phải là mấy người là tầm thường ở trên trái đất đâu, đúng không? Mình cao cao như kích vì sao đúng không? Tới đâu mà nó tụi nó đâu có được gặp anh ba gặp trơn đâu, cũng có tụi nó cả đời tụi nó cũng không có được gặp anh ba
nó không có được vô nhà, không có được ngồi chung một bàn ăn nữa, không gặp được má của anh ba nữa. Ủa, trong 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 cái bao hóa này vượt biết bao nhiêu người mà được gặp anh ba Ngọc Sơn, được biết bao nhiêu người. Em thì em gì có thì, bữa đó là coi như là anh Tư đó, anh Quý Ngọc coi như là những em thì em đi ké thôi ra, chứ em không có biết gì hết trơn nào ra. Tại vì thằng ca sĩ local Thái Nhật Anh đó nha chị ba, tại vì thằng ca sĩ local Thái Nhật Anh đó nó đủ em coi như là đi, em mới tình cờ là em vô nhà em mới thấy được cái nhà cửa mà hoành tráng của anh Ngọc Sơn rồi. À, thằng ca sĩ local à, ca lẻ đó chị ba, đúng rồi đúng rồi. Em là em vô tội nha, em không biết gì hết trơn á. Ủa, tôi nói đâu có được coi như là gặp gỡ được, ngồi chung một bàn nhậu đâu có được, coi như là coi anh ba đứng lắc đâu có được, coi như là bắt tay không. Tôi nói mơ mộng, tôi nói ảo, tôi nói kinh tị. Ok mấy bạn tiếp tục đây nè. Ủa má, để cho mình đi ho, mình ho quá mình nói nếu nổi. Em này xào lục này, em này chỉ có đi ngày xưa đi rửa đáy cho Ngọc Sơn, nhưng làm gì Ngọc Sơn điểm cho nó, tao đứng tin nó. Con này là chỉ đi móc lộ cho Ngọc Sơn mà Ngọc Sơn thấy tao đâu. Đứa nào làm chứng, không có đứa nào làm chứng nhưng cho em hết nè. Em này chắc làm đi KV cạnh nhà Ngọc Sơn này, rồi Ngọc Sơn lâu lâu quăng cái con xịt qua bên đó cho em này này gửi 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 đúng không? Để tao đứng tin nó đúng không? Em này xào lục. Em này xạo lồ lắm, tao đừng tin đó. Mà em này chỉ có đi nhặt quần lót Ngọc Sơn gửi thôi. Gửi thôi. Ok, tao đừng tin đó. Ok, đi xuống nè. Mấy cái con mà làm gái đứng đường rẻ tiền vô giáo dục, nó đâu có biết gì tình yêu của những người nổi tiếng, đúng không nhí? Bởi vậy ế hoài lên đây bày đặt xạo xạo trên cái thế giới online thôi. Nói thiệt chứ ngoài đời thì đâu có tư cách gặp được ai. Gặp thì người ta cũng xả giao như một con chó dại bên đường thôi, hiểu không? Chị chỉ táo là cái đẳng cấp nó làm như nguyên cái bao thóp này có một thằng Ngọc Sơn lên đây vậy đó. Làm như chắc nguyên cái showbiz chết hết, có một thằng anh ba nó vô đây vậy, nhậm lờ bộ mình Ngọc Sơn nổi tiếng trong giới showbiz mà gặp chị táo gì chứ, hiểu không? Nó có biết cái gì bao thóp ở đâu ra đâu. Cái phòng của mình mở rần rần, biết bao nhiêu bầu xô hay là ca sĩ này kia vô. Đại cái chẳng hạn những cái đứa như thằng Vũ Hà, các ca sĩ hàng Tây Tú này kia, ai biết tới nếu không vô cái bao thóp quèn này. Tôi nói thiệt với các bạn, tôi chẳng biết Ngọc Sơn là thằng nào, tôi thề biết được chết liền, nó sẽ cán tôi chết đó, chứ đừng nói yêu một mình. Cái mặt thằng anh ba tao còn không biết mặt thằng nào nữa. Chưa biết mặt thằng anh ba gửi về cho khai bàn tiệc, rồi làm cho cái sinh nhật sau này là 50 triệu gửi 2.500, rồi tiền biết bao nhiêu tiền không biết mặt mũi luôn. Rồi tới Việt Nam đi ngang cũng chẳng biết thằng anh ba là thằng nào, nghe nói ghé thử cho biết, ghé thử đó nha, hiểu không nhí? Chứ phải ghé thiệt mà anh ba xúc động gặp ngay cái cửa tao đi sinh nhật thằng anh ba mà không tổ chức treo băng rôn, mà anh ba chúc em vui vẻ tụi bay tới tao hay không? Còn tụi bay có không? Tao đi sinh nhật người ta phải chúc người ta,
Nhưng tao vừa gặp thằng anh ba tao run quá, tại vì tao đâu phải đĩ đâu, dắt mặt tới ăn ké nhà người nổi tiếng nó nhục. Hiểu không? Mình người nổi tiếng mình ghé lại cho người ta. Hiểu không? Mình người nổi tiếng mình ghé cho một cái thằng mấy trên Việt Nam bị ăn hiếp, bị nó hại mất rưng ngồi không chỗ đứng ở xã hội tới showbiz trong nhà. Thằng Quý Ngọc thì nó khoe với tôi, tao bỏ 5 viên thuốc lắc vào ly nước, tao chơi cho thằng Ngọc Sơn khùng chết, tao cướp với tài sản của nó cho mày coi. Mà hai mẹ con cứ mù quáng bỡ đít cho vô nhà. Thì nghĩ đi, ngồi bao thuốc mà cứ bỡ đít người ta ăn tiền Việt Kiều, có phải là kỳ mà sai không? Bậy không? Cứ game gú chị Táo thì hỏi dí, bây giờ mình đi ngang không lẽ cái chết không cứu. Thì ghé nhà còn nói với tụi bảo vệ nè, người ta cho vô thì mình vô, còn không vô thì thôi chứ không ăn nhục. Ai về ghé ngang, thằng anh ba kêu thằng đàn em xuống mở cửa cho chị ba vô thì người ta vô. Vô thì anh ba mới từ trên lầu chạy xuống. Hiểu không? Tại cái năm đầu tiên đúng là tụi nó chỉ một phần đúng là có Ngọc Sơn giận là không tiếp, là lúc đó sinh nhật lạnh nhạt là đúng. Tại có quen đâu tiếp, tại lúc đó đang bận rộn, con thằng chó Quý Ngọc nó về. Tại sao không tiếp? Tôi đâu phải là tại vì thằng Quý Ngọc mà tại bóng thốt. Nhiều không? Ngọc Sơn là cần bóng thốt, muốn cho cái room mở rộng hot, muốn cái bồng nổi bật, được làm vua, làm chùm, làm cha, làm đại ca, làm trùm. Rồi Ngọc Sơn mở cái rung tủ, nó cứ ghê mình hoài sợ mít lòng, nên Ngọc Sơn nói lời chia tay không có quen. Ngọc Sơn muốn là cái bao thoát chứ không phải muốn chị Táo, phải không Nhi? Nhưng mà anh ba muốn được ngồi bao thoát là phải có chị ba. Hiểu chưa? Cái vấn đề nó vấn đề đây không phải yêu đương trai gái, mà phải có chị ba thì thằng anh ba mới được chú ý. Chứ chỗ toàn là cộng đồng kiều bao Việt Kiều, một cái thằng Việt Nam quen tới đây làm vua ai chịu. Nhi công nhận không? Chị Táo làm vua thì người ta mới nể, tại chị Táo có thời có tài có đức thiệt. Chị Táo mở phòng cho giang hồ ăn mày, chứ giang hồ đâu phải cho chị Táo ăn mày đâu mà sợ. Mấy đứa chó đẻ là đồ ăn mày hèn, nó có biết chị Táo lại đâu. Đúng không? Cái thời Nhí tụi em chơi là cái thời nào thằng Du Ken đang ăn báp, cái bao thoát đừng ngồi làm gái, đừng mở cái động rung A, đừng xô kem, đừng lắc với bay bên kia có 10 cục, có 20 cục kìa. Chứ Du Ken ngon thì có chạy qua đâu, thì thời 2002 Du Ken lúc bếp Du Ken xếp cái phòng mà coi gái 20 cục, anh Du Ken tụi bay đại ca Du Ken nó muốn biết việc bao thoát không? Lúc đó mấy cái thằng ba dơ, con ba dơ nè, con nẫu ba dơ phèn nè, mấy thằng nẫu con cà tui phèn, thằng heo phèn, mấy cháu đẻ này mày lên mày ngôi sao đâu, giang hồ làm việc có rung cho mày ngôi sao. Cho tới mãi tới cái thời Ngọc Sơn đập hoài cái rung bị sập, đúng không? Nhớ ông Nhí có lần anh ba giận hai đứa chia tay quánh lộn nhau trên đài, cái Ngọc Sơn tự nhiên chơi chẽn chạy qua cái phòng của tụi em, một cái phòng người ta 6-7 cho người đang chơi, cái lên nói yêu chị Tâm làm yêu mắc bới gì tới tụi em. Ủa chuyện trai gái yêu nhau đánh lộn đập lộn nhau chuyện đời tư personal, đúng không Nhí? Nhưng tại sao Ngọc Sơn cố tình qua cái phòng của tụi em 700 người đương đứng ở đó? Ngọc Sơn đem đời tư chị Táo, có phải thằng Ngọc Sơn tiểu nhân cao tụi em không? Để cho có mối tình với chị Táo rồi quăng chị Táo ở trong thì ôm gái. Lúc mà thằng anh ba mày ôm gái chơi gái trong nhà đó, mày lên nói chị Táo người yêu có biết nhục không? Nó có biết thằng anh ba là cái thằng xạo không, làm game không? Làm game tôi mà bị tôi gặp con nhỏ bạn gái tôi bỏ. Bỏ rồi thằng anh ba mới quay về với chị Táo, hiểu không Nhi? Quay về là bắt đầu năm 2012. Đến ta là cái tiệc này nè, bà mẹ của Ngọc Sơn tiếp không để kiếm tiền Việt Kiều, tiền tặng, tiền quà. Còn thằng con thì không gặp đi tiếp thằng Quý Ngọc. Bà thì đưa điện thoại biểu mình gặp thằng Quý Ngọc đón tại Việt Nam. Bà ăn tiền hai Việt Kiều, hiểu không? Mã tình nhân, hiểu không? Vậy Nhi, bà rất là điếm. Hai mẹ con Ngọc Sơn là đồ điếm, mà đồ dơ, mà đồ bợn, đồ chó. Tao nuôi ăn mày chứ thằng nào bỏ tao? Hồi xưa giờ có bao giờ Việt Kiều nào mà bị Việt Nam bỏ hả? Chỉ có việc tìm rẻ tiền Việt Kiều không giá trị, chứ chị Táo là một người nổi tiếng. Hỏi bạn Anthony tôi nổi tiếng bao tốt, chứ phải Ngọc Sơn nào nổi tiếng. Ngọc Sơn mở cái phòng giang hồ quèn có đi đâu đâu mà cho ai nhờ đâu nổi tiếng. Có qua đưa rung không? Chính Nhí biết cái phòng thằng Du Ken một ngày chị Táo ghé có một lần lên 978, gần 909 khách mà. Tôi nói sai xe cán tôi chết, tôi qua bên cái phòng không có quen, không có thân. Nhưng mà tôi vô tôi thử mình cầm cái bít tôi thử xuất hiện xem. Thì lúc đó cái bữa đó tôi giỡn giỡn là tôi tặng một lố quần xì liếc cho Ngọc Sơn. Quần xịp mà tôi giỡn giỡn, đúng không? Tôi ghé có vài tê phút là rung lên chín cho mấy gần 1000. Thằng Ten nó lôi vô, nó sân xin, nó đạp tôi ra là cái bít không lên được 1000 chuẩn. Tôi thử cái thời của tôi thử cái tài mà xuất hiện của tôi. Tôi xuất hiện để rung người ta đông, chứ không phải là tôi cầm mít rung người ta đông. Hiểu không? Không phải chửi tôi game 3 phút là đông, không phải tôi cầm mít nó đông. Mà là sự xuất hiện của tôi về tâm linh. Tâm linh
hiểu chưa? Tôi cho Ngọc Sơn, tại sao tôi đến nhà tôi cho họ tâm linh, tôi quỳ trước cái cửa nhà Ngọc Sơn 12 năm về trước. Tôi quỳ trước cửa Ngọc Sơn một cái lũ nhục rồi, nó đâu có biết gì đâu gì. Nó lên nó như đúng rồi, nó cứ một hai là phải gặp, phải đủ, phải đéo, phải đi khách sạn. Mà người ta có lấy vợ đâu mà đi khách sạn. Người ta có phải quen với tôi về tình dục đâu, người ta quen với tôi vì cái bóng thuốc người ta làm vua. Mà làm vua là phải mở phòng giang hồ. Giang hồ để làm gì? Hút khách. Hút khách, hút gái, hút tiền cho tụi nó bị đói. Hiểu không? Chị vậy Ngọc Sơn cho thằng Quý Ngọc ăn hết làm tụi quỷ thì tụi nó đói. Đói như một con chó, nếu mà chị Táo không cản Ngọc Sơn mít lòng. Tao không đứng ở ngoài đường, tao chận lại cái live show vậy là Ngọc Sơn có mở phòng không? Mở xiên. Mở tới bây giờ tụi nó ăn cái gì? Tạp giò. Nghĩ đi, bây giờ chị hỏi tí nhí là phân tích đi bây giờ cái tình hình online. Ngọc Sơn bây giờ có thời lại Việt Nam mở một cái phòng trên này hút khách xiên đúng không? Rồi dựa vào chị Táo, chị Ba, anh Ba chẳng cần biết chị là online đâu. Nhưng mà giờ có cái nổi tiếng nha. Nhưng mà cái mặt chó tụi nó ai biết tụi nó không? Thằng anh Ba rất là khôn, không bỏ một cắt, đéo bỏ một cắt gia mã thành nhân và nhi. Mà có chị Ba lo hết, bút vé cùng tôi, tiền bánh kem đó, sinh nhật mấy lần cùng tôi, cái gì cùng tôi. Thằng anh Ba không bỏ cái gì mà còn mượn các bạn chửi tôi rồi qua tôi nịnh tôi làm người yêu. Nịnh qua nịnh lại cuối cùng mẹ lon với anh Ba hốt hết. Mà khi anh Ba hốt được cái súc vật mà bị chửi, tại sao thằng cà tôi với nhiều người nói tôi chửi bà Kim Loan, tại vì bà binh thằng Quý Ngọc. Bà bỡ đích Ngọc Sơn, bà bỡ đích tôi, xong bà qua Quý Ngọc, bà bỡ đích. Bà ăn đầu ba người, hiểu không? Bà bỡ bên này bên kia, bà làm má, xong cuối cùng bà giữ bà lấy lòng Quý Ngọc để đi sinh nhật bà. Sinh nhật bà kêu tôi, bà mời tôi đi sinh nhật mà bà cũng chụp hình với thằng Quý Ngọc. Muốn biết tại sao tôi chửi bà mẹ Ngọc Sơn không? Tại vì khi mà tôi điểm về cái mẹ của Ngọc Sơn á, bả có cái thằng Quý Ngọc về, hiểu không, làm show, bả bầu show, nó cũng bầu show, làm show chung. Cái bả gặp tôi trên điện thoại, tụi em biết sao không? Bả kêu nghe nói lại là tôi đụng tới bà Loan, tôi chửi bả đụng có không? Bả có làm gì tôi mà tôi đụng? Bả diễn cho thằng Quý Ngọc coi, mẹ hiểu mà tình nhân mấy cưng, hiểu không? Hiểu nhí, bả diễn cho thằng Quý Ngọc bả lấy lòng. Bả diễn xong cái bả kêu xin lỗi đi rồi cho gặp Ngọc Sơn, tôi tức. Tại lúc đó tôi thấy biết bả tội nghiệp, bả hiền, bả cũng có ý gì phải không? Nhưng tôi tức là thằng Quý Ngọc đang ở Việt Nam. Hiểu quý vị, tôi với Ngọc Sơn lục đục 16 năm là vì một thằng Quý Ngọc. Hai mẹ con nó nhảy ra binh, nhảy ra binh. Thằng Quý Ngọc nó kêu một đội công an 19 thằng ra khách sạn đó mã tình nhân. Mà tôi hỏi mã tình nhân và anh em giang hồ nè, có thù có trả không vậy tụi bay? Tụi bay ngồi cái bao tốt người ta chỉ chửi tụi bay một công, tụi bay cắt không nhả mấy chục năm, tụi bay rất là hèn dơ. Tụi bay một cái mối tiền Việt Kiều không tao, tụi bay chửi ngày đêm. Còn tao một cái thằng mất dạy, nó kêu một đội công an ra khách sạn đụng tới tao, vậy tao có trả cái thù của tao không? Hả? Tao là một con người chứ tao không phải khốn nhà dạy chợ tụi bay. Tao cho ăn mày tao chứ tao phải tao ăn mày, hiểu không? Tôi mới làm cái chị Ba suốt mười mấy năm nay, tôi trị là trị cái thằng Quý Ngọc. Nó gọi một đội công an gần 20 thằng ra lục ba đi. Nó gài tôi tội chính trị. Mà tại sao tôi chửi mẹ Ngọc Sơn? Tại vì nó gài Ngọc Sơn xì keo chích. Nó suối Ngọc Sơn cứ mở cái phòng cắt đầu trên này như con chim thân phòng giang hồ. Giang hồ là thứ nhất mít lòng các bạn, kẻ thù rất nhiều đúng không? Trong ngoài nước là hốt khách, hốt gái, hốt tiền á, thì tụi nó lấy gì ăn? Gây thù đúng không? Thứ hai đụng chạm chính quyền, tụ tập dân chống cầu. Rồi lôi tôi vào chị Ba mang nhục, giống như thằng Bóp nó nói đúng. Tôi mang nhục. Ba cái ăn ở trên này mất dạ lũ rác sao làm tôi mang nhục, làm phiền tôi nên tôi không có chấp nhận. Hợp nhau không hợp nhau, không hợp nhau không đi chung đường. Tôi giật vui, tôi giật lịch sự, tôi làm chị Ba tới ngày hôm nay. Nó con chó bá dơ này nó ăn mày tôi với Ngọc Sơn mà nó không biết nhục. Tụi thứ ăn mày mà cứ lên làm như hay lắm, đồ tiểu dân không biết nhục. Không có tao mà đánh live show tụi bay lấy ở đâu mà có cái đĩa mấy cái động của tụi bay ngồi hả? Thằng anh Ba lên chở tại tôi về Việt Nam là 2013-14. Ngọc Sơn mở phòng, mở công thành, thằng công tử với Ngọc Sơn đứng đằng sau lưng thằng Tuấn Nổ với thằng Quý Ngọc. Mở công được lên cắn chửi tôi nhục nhã, sập cái rung đi đóng rùm, nhục không? Rồi bây giờ mười mấy năm sau vô mở phòng tiếp, rồi đi dùng tụi bay cắn tao tiếp. Tụi bay chỉ là con chó cho một người nổi tiếng người ta chơi thôi, đội quần người ta mà sống thôi. Chỗ Việt Kiều người ta nói chuyện với nhau không đề tài lên ăn bám vào cái đề tài người ta không biết nhục. Mà cái nhục nhất ăn bám của người ta mà đi chia tiền Việt Kiều, rồi tự ảo là mình là có tài cầm mic, có tài điều khiển cái bóng thoát, cầm cái nít là cho Việt Kiều nhảy cho tao bức xúc. Đúng nhí mà ai nhảy? Chị Táo mến tài, mến đức, mến nhí là một người con nhà đàng hoàng, có giáo dục lễ phép, mình quen biết 20 năm rồi. Những người quen biết tôi nể là cha mẹ của nhí, biết dạy nhí, biết giáo dục như lễ phép ngoan hiền, chơi biết dừng lại, biết mình biết ta. Tôi nể là con ăn có học trí thức, những người đàng hoàng dễ tôi giao thiệp. Tôi mới cầm cái mít ở đây,
Nãy em Mã Thành Nhân chơi biết dừng lại chứ em cũng thuộc thời cắm chị Tám đúng không? Mã Thành Nhân nhưng em chơi biết liêm sĩ, em biết ai đúng ai sai. Chị Tám là người cho rung đông mà tụi nó hưởng chứ ai hưởng. Chị Tám ăn cái gì cho này? Tôi làm chị ba 16 năm, thằng chó đẻ Ngọc Sơn hưởng, Đăng Báo hưởng, mẹ con nó hưởng xong cho thằng Quý Ngọc. Vậy tao có chửi không? Tao cho nhập mặt tao đóng rung, tao qua YouTube ngồi dẫn qua xóa kênh của tao làm nhục tao, chửi tao bên YouTube là sao? Thì người ta phải vô đây thôi, tao vô đây tao thanh toán được cái gì của tao chứ. Đó hình đó, hình này là cay đắng lắm. Từ từ tôi kể cho các bạn nghe, tấm hình này mà phải bỏ mấy triệu tiền Việt Nam mua đó, mua thằng thợ chụp hình mà còn làm tiền. Tôi không giao hình cho chị tao, giao hình xong còn cái gốc mà đến nhà Ngọc Sơn dân của chị tao bây giờ biết bao nhiêu cay đắng của tao không? Tao chửi cha bắt mẹ Ngọc Sơn và bà Kim Long đâu có sai. Bây giờ thằng Quý Ngọc nó vậy, nó tụ tập lại lên sách động mở phòng đi xóa sạch kênh YouTube của chị Táo luôn đó Nhi. Mà Ngọc Sơn đặt sau lưng hết. Thằng Quý Ngọc lấy tư cách gì đụng tới kênh của tôi? Ngoại trừ là cái channel của Ngọc Sơn tại YouTube. Một cái kênh của Ngọc Sơn lấy tư cách ca sĩ này kia câu view đụng tới bà Loan, đụng tới Ngọc Sơn. Mà vô á thì ngồi hát tặng cho chị Táo, mà lên đây thì nói chuyện tình yêu thì không nói tình yêu với tụi em, mà cứ ngay mặt tụi em làm ra vẻ không yêu chị Táo. Mà bớt trong bi em thì nói yêu, mà yêu gì cứ để thằng Quý Ngọc xài chung máy, chung nick, chung điện thoại, chung địa chỉ nhà, cái gì cũng chung. Biết tại sao? Để tôi nói cái mất dạy của bà Kim Loan nè. Tôi điện thoại về toàn là tiền bệnh tật tôi nạp không à, hiểu không? Nhà giàu mà đi ăn tiền của một người nghèo bao không. Chị Táo quen biết Ngọc Sơn 16 năm là tiền chị Táo toàn nạp thẻ gặp Ngọc Sơn và bà Kim Loan. Họ chưa bao giờ xài một sen. Lên bao thoát sơn cho chị Táo cái đích định tình. Để thằng Quý Ngọc Sơn xong được 7 ngày cho đích điểm xong đá chị Táo ra câu cái room 500 khách. Mất dạy không? Mà tiền là anh Mạnh Thường Quân trong room là Ngọc Sơn đưa ra. Anh 007 đưa ra một cái đích bằng hai người sơn cho tôi. Tiền đi về đâu? Về túi thằng Quý Ngọc. Thằng Quý Ngọc đi đánh bài. Cái đất chị Táo nó bên không lấy bên luôn cái máy chị Táo, rồi quăng địa chỉ nhà chị Táo ra, rồi Ngọc Sơn làm nhục chị Táo. Có những cái trò Ngọc Sơn và thằng Quý Ngọc rất là khốn nạn không ai biết hết, mà tôi biết. Tôi vẫn tha hết lần này lần kia cho tới khi tôi về Việt Nam. Về Việt Nam lúc tôi đứng trước cửa Ngọc Sơn là tại sao? Ngọc Sơn mới chia tay con bạn gái ở Việt Nam, đánh con nhỏ đó mấy cái bạt tai ở ngoài Hà Nội. Con người tình trẻ của Ngọc Sơn 19 tuổi, 20 tuổi, Ngọc Sơn không hợp, chia tay bỏ nhau. Lúc đó Ngọc Sơn mới chịu tiếp tôi, hiểu không? Mới có cái live show. Trời ơi, gạt tình gạt tiền có đúng không vậy Nhi? Con trai không lấy vợ thì mẹ của Ngọc Sơn nhận tiền tôi làm gì vậy? Hả? Nhận tiền tôi trên điện thoại mà giải tôi phải tha cho thằng Quý Ngọc, phải tiếp thằng Quý Ngọc ở Việt Nam. Mà con trai thì bả không giải quyết thằng Ngọc Sơn đang đón tôi ở Việt Nam. Vậy thì Nhi nghĩ mẹ của Ngọc Sơn đúng với tôi không? Hả? Bả đúng với tôi không? Bà ăn tiền của tôi mấy ngàn đô người bệnh tật, bà nói là Ngọc Sơn biết thì biết, la thì la. Rồi bà lên đây bà la ông ốc là bà là nạn nhân của tôi với cái bao thuốc này, là bà là nạn nhân của tôi với Ngọc Sơn. Xong cả cái bắp tốt hồ đánh chào tôi mà tôi làm gì nạn nhân mẹ con họ. Cái mặt bà tôi còn không biết nữa. Cái nhà bà tôi còn không biết bà là ai, tôi gửi tiền bà mấy ngàn đô không biết mẹ của Ngọc Sơn là ai, tôi thề luôn. Mà tôi vẫn cho mấy ông tôi ngồi đây tôi đưa ra tôi giúp. Rồi về tới Việt Nam, mẹ của Ngọc Sơn bị tôi rầy, tôi chửi là không có quan đâu các bạn. Bởi bà luôn lôi thằng Quý Ngọc bà lấy lòng, hiểu không Nhi? Với Ngọc Sơn, tại sao tôi ghét bà tôi chửi là như vậy? Bà kêu con trái tốt thơm, con vô bao thóp, con cầm cây mít, con chửi thằng Quý Ngọc, con trị nó cho mẹ. Bởi vì nó ganh tị mẹ yêu con, mẹ thương con. Nó ganh tị mẹ con mình, nó đâm thọt với mẹ không có hồ đồ, mẹ không bao giờ là người lớn mà hồ đồ. Mẹ biết ai đúng sai, con vô con trị nó cho tao cho mẹ. Bác biểu tôi cầm cái bếp vô trị thằng Quý Ngọc, chửi tại bao thóp này nha các bạn, tại phòng của tôi. Xong bà nắm tay thằng Quý Ngọc một tuần mấy, hai tuần sau nó về bên Việt Nam. Nó vô nhà bả với Ngọc Sơn làm tiệc sinh nhật của bả, tiệc Ngọc Sơn, tiệc sinh nhật của nó tổ chức sinh nhật tại nhà. Như vậy bả với Ngọc Sơn có phải là cái đồ mất dạy, đồ mất bội rợ không Nhi? Là trước khi tôi về 2011 có phải là đồ khốn nạn không? Vậy tôi chửi đúng không? Tôi rủa đúng không? Hả anh Nhí? Nói về mình coi. Bà kêu cầm mít chửi đang qua người lớn, mà chính bà biểu tôi chửi xong bà là quay ngược lại, bà nắm tay thằng Quý Ngọc. Vậy tôi nể bà đâu? Rồi bà dạy tôi trên điện thoại là tôi phải tiếp thằng Quý Ngọc, lấy xe Ngọc Sơn đón tôi tại phi trường. Mà bà đón chứ bà không để Ngọc Sơn đón tôi. Vậy bà là lỗi người mẹ gì? Nếu bà yêu Ngọc Sơn muốn lấy vợ thì bà phải làm sao cho Ngọc Sơn với tôi làm bạn, làm
làm tình cảm đúng không? Bà biết Ngọc Sơn có tình cảm với mình, bà với thằng Ngọc khống chế tài sản tiền bạc hỏi mã tình nhân đi, thì tôi đủ mẹ vào cái bàn thờ bà là một cô mất dạy là đúng rồi chứ còn cái gì. Bà tưởng bọn Việt Kiều muốn lừa người ta là lừa hả? Đúng không? Người ta không phải người ta ngu như bà tưởng, mà người ta nể mặt Ngọc Sơn, tội nghiệp Ngọc Sơn ở một cái bà mẹ bệnh hoạn như vậy. Còn một cái điều thứ hai gì nè, bà ra phi trường bà đón tôi, bà bận cái áo đầm mà bà để nửa cái vú, các bạn thấy cái tư cách một người mẹ như thế nào của Ngọc Sơn mà tôi nể. Một lời tôi nói sai xe cán tôi chết, chờ đánh tôi chết. Mình ở Mỹ, ở Tây, đúng không, trời Tây, mình có thể tuột quần, xô áo, giặt vú hay là chơi chai làm gì cũng được, đúng không? Hay chửi tài văn tục, tự do ngôn luận, tự do dân chủ, đúng sao mình ở trời Tây, đúng quý vị, đúng không? Khuất mặt ở phương Tây người ta dễ dãi, người ta du di tha thứ. Nhưng mình là mẹ của một ca nhạc sĩ, người của công chúng, của quần chúng, mà tôi là người của công chúng gặp bà, đúng không? Bà giao thiệp với tôi ngoài Ngọc Sơn, bà lần đầu tiên gặp được tôi, người nổi tiếng, tôi là khách của bà, đừng nói tôi là con dâu. Bà phải ăn bằng chỉnh tề chứ không phải bà ngã gớm với thằng tài xế, thằng người ở, thằng quản gia trong nhà, bà làm tôi nhục mặt, hiểu không? Còn Ngọc Sơn cũng phải làm chị ba, anh ba không quen, bỏ đánh lộn con bạn gái không quen với tôi vẫn làm chị ba giùm. Tôi đến Việt Nam nở mặt đâu mày ôm gái ở trong cái tiệc, thằng anh ba không phải là thằng mất dạy hả? Tôi bước trong cái tiệc, Ngọc Sơn ôm con gái ngã gớm ở trong cái tiệc rồi nói tôi là chị, là em gái nuôi kết nghĩa. Hạ Nhi, em gái gì mà trên này ai cũng biết chị ba với anh ba mà em gái chứ gì? Hạ Nhi hả, em gái gì mà chị ba anh ba mà cứ đụng cái có xô là vô em yêu của anh? Thì tôi hôm nay tôi không nói thì làm sao Nhi biết, đúng không? Tôi không cầm mít, hôm nay tôi đem ra sự thật thì có ai biết cho tôi không? Mà mỗi lần tôi vô mấy cái phòng đừng để người ta gạt rồi đưa cho Ngọc Sơn cái tối đi gạt là ở tù. Giải bậy giải bạ, Ngọc Sơn lừa đảo hai người trên này đĩ miệng điêu ngoa là ở tù. Đùa giỡn tình cảm phụ nữ, gạt tiền gạt bạc đàn bà là đi tù, đúng không? Có đúng không? Mẹ của Ngọc Sơn con trai không lấy vợ đi tu mà bà xòe tay, bà dám lấy tiền của tôi vậy, bà có phải gạt tiền tôi không? Bởi vì Ngọc Sơn nói chia tay không quen đang cặp với con Ngọc, mà trong nhà cặp một con nhỏ trong nhà, bà dám lấy tiền của tôi, hai mẹ con gạt. Gạt bà độc ác lên đây gài bao thoát chửi chị tao. Nhưng mà khúc này không biết thì bây giờ mới biết, bởi có ai lên đây biết đâu. Người ta lo rung đông game gú, ai biết tới tôi đâu mà biết. Thì Nhí nghĩ như vậy, người ta nói chị tao hổn, chửi mẹ lon có đúng không? Tôi đúng hay sai? Mà tôi đã tha rất nhiều lần, tôi ngồi YouTube cho ngồi làm vua làm đại ca, mở cái phòng cứ lâu tôi mới đi Việt Nam về mở cái phòng. Con đĩ cha tao thơm nhục, mày biết tại sao anh ba bỏ mày không thèm mày không? Mày nhục không? Tại vì mày là con khùng, con sống tiền tâm thần, mày con nghèo nàn con tâm thần. Trước khi tôi bay về nó cũng nhục mạ tôi là tôi nghèo nên bỏ tôi, mà quen bằng lăng tiếng nhục tôi rồi, làm nhục rồi. Bây giờ ngồi có hai ba con đĩ con vô đây làm nhục tôi để mở lại cái rung nữa đó Nhi. Hai ba ngày nay xuất hiện hôm nay là cứ mấy con đĩ làm nhục tôi là ngồi sau lưng lên, là ngồi tặng bông. Hai thằng chó đẻ mày đừng có lợi dụng tao mà gạt người ta trên này nữa. Nó nhục, hai thằng chó đẻ đó, xong kiếp học bích trong này nè, trong cái rung cherry, mấy cái rung giang hồ, nó đi chung đất với nhau, nó gài rất là mất dạy. Mà biết không, em bằng lăng tiếp cũng bị làm trò chơi công cụ, cuối cùng cũng cầm cái mít xin lỗi tôi, chữa 300 mấy chục người ở Rung Minh Hương, 2 năm mấy, 1 năm mấy trước. Nói em đã biết sai rồi, chị ba, chị táo, em đã sai lầm, thiếu sót, em bị lợi dụng làm công cụ, em mất dạy với chị táo, bây giờ em xin lỗi. Chị đâu có ai tôn trọng từng đứa một đâu à Nhi. Còn những chuyện bên trong động trời nữa Nhi. Mình về Việt Nam, mình không có quen với Ngọc Sơn, nhưng mẹ Ngọc Sơn tiếc mình cũng muốn gặp Ngọc Sơn thử coi là ai. Hiểu không? Chứ ngồi nó cứ núp đằng sau lưng nó, mình cũng đi ngang Việt Nam mà, Việt Kiều mà, hiểu không Nhi? Gặp thì tốt, gặp thì tôi, nhưng có dịp thì gặp cho biết. Thì lúc đó mới gặp 2011, thì mẹ của Ngọc Sơn bà cũng tốt, bà cũng tiếp đàng hoàng. Nói chung cũng tội bà. Ông bà cụ bà có cái sai là bà binh thằng Quý Ngọc đây mặt bình. Như vậy tôi hỏi các bạn chứ tôi chửi mẹ con Ngọc Sơn đúng hay sai hả Nhi? Nếu họ muốn tôi tôn trọng họ thì họ phải tôn trọng tôi chứ, đúng không? Lên đây thì kêu chị ba, có show, có bài ca, có sản phẩm mới thì ngồi với tôi, tải cái phòng tôi hấp lệch mà nhiều người biết mà, hát tặng cho tôi, ngồi on cam với tôi mà, có ca sĩ Châu Gia Kiệt làm chứng đó mà, có Diệp Tú Di mà, gần 40 người mà, Việt Kiều Arizona. Lên đây thì nhận làm người yêu mà ra đời thì không nhận, vậy có phải gạt tình tôi không? Có phải gạt tình gạt tiền tôi không? Mà gạt tình gạt tiền tôi chửi chết mẹ chết cha, tôi cào một cuốc mãi tôi chửi lên cái bàn thờ bà Kim Loan là phải rồi, đúng không? Ủa không yêu thì đòi quà, tôi bệnh tật tôi nghèo mà,
tiền tôi làm từ thiện tôi cho ăn chứ đâu phải tiền của tôi để nuôi chai mà chửi vô mặt tôi đâu, đi với đĩ đi với tay rẻ tiền đâu. Ủa tôi gửi về cho mẹ lon với tư cách con dâu chứ đâu phải tôi là một con mua tình. Ủa người nổi tiếng cũng có cái phong cách người nổi tiếng chứ, chị ba cũng vẫn là chị ba chứ, chị ba giả chị ba thiệt, chị ba này người ta làm phước chứ đâu phải chị ba này đâu phải ăn mày tình yêu. Chị ba nào ăn mày thằng nào, tôi bỏ tiền của tôi mà ăn mày cái gì? Tiền Việt kiều bao một thằng Việt Nam đại gia mà không bỏ một chắc, không nạp một cái thẻ có vô liêm sĩ không hả? Hạ Nhi, anh ba có nhục nhã vô liêm sĩ vô giáo dục không? Anh ba ngồi rình rập ở trên YouTube thấy tôi không nhà không cửa bị đuổi nhà vì mấy con sóc, anh ba xuất hiện với thằng Quỷ Ngọc xóa sạch kênh YouTube của tôi, dắt nhau vô đây to đập mở lại cái rung đi vòng vòng với các bạn để làm vai chính. Vậy thằng anh ba có hèn không hả? Thằng anh ba, thằng anh ba có dắt mà lên cái bích đối chứng với tôi ngày hôm nay sau 16 năm coi ai bỏ ai vậy? Mà cái vấn đề như vậy nè, cái tôi ghét là khi mà Ngọc Sơn bị tù treo chính trị, mở cái phòng để tụi chống cộng vô chửi bị đồn công an, có đúng không? Phòng của Ngọc Sơn có bêu sao chống cộng là Lisa Phạm chống cộng mỗi ngày trên YouTube, có bà Mỹ Kiều chống cộng chuyên nghiệp, có đám thằng Hốt Đẹp, thằng F17, anh Vô Tình 13, toàn dân chống cộng. Vậy lúc đó mẹ Ngọc Sơn bả đâu? Bả đâu ngồi, bả ngồi đó bà tiểu nhân, bà lấy tiền Việt Kiều bà bỏ túi bà ăn hưởng với thằng Quý Ngọc chia nhau. Vậy có lo cho Ngọc Sơn không? Bà bảo là mẹ tốt Bồ Tát, bà lo cái gì cho con bà? Mà tôi lo cho Ngọc Sơn không, bà lên trên truyền thông bà nhận bà mẹ tốt, bà khóc, bà đóng kịch, bà bảo là người lo cho Ngọc Sơn. Có nhục không? Thì nhục, tao nói nhục chứ sao? Ủa công lao của chị ba về lo cho ba đứng ở ngoài đường đặt từ cái bánh kem tiền bệnh tật người ta. Còn nhiều cái mình sẽ nói với những cái quốc ức của mình trong 16 năm một người bệnh tật ối từ bụng mặt. Nhí khỏe mạnh, có tiền, có chớp thấy không? Có nhà, có đủ tư, có tình tương máy ấm, nhí bệnh thấy không? Mệt gần chết, tôi chỉ thấy không? Cầm mít cũng nổi. Còn một người bệnh tật điện, anh ba nhờ chị ba vô cầm mít giúp anh ba. Kêu tôi vô trong ngồi xong cái mới anh ba xong quay qua kêu bằng lần tiếp nhục mạ tôi để lấy lòng cái đồng ba số 9. Mà cái trách là trách Ngọc Sơn, hiểu không nhí? Tại tôi là giết Ngọc Sơn và bà Kim Long mà họ lôi thằng Quỷ Ngọc, nhút nhét thằng Quỷ Ngọc vào. Đừng có trách biển tại sao mặn, đồng ý không? Ví dụ mình với dí mít lòng nhau Việt Kiều người ta xử với nhau, như tôi xử thằng Quỷ Ngọc hai Việt Kiều Mỹ, mẹ con họ lấy tư cách gì xử tôi? Họ cứ gai thằng Quỷ Ngọc vào làm trò này, rồi cái tôi chửi. Rồi tụi chó này nó có biết con mẹ hay gì đâu. Tôi hỏi Ngọc Sơn á, chưa bao giờ nắm một bàn tay, uống một ly nước hay ăn một bữa cơm với tôi thì làm sao? Một cái tình yêu tình bạn gì mà kỳ vậy? Tình bạn nào mà ngồi chọt đâm cho người ta xúc phạm tôi, một người bệnh tật, một người ân nhân nạn nhân của mình còn nói chuyện tình yêu? Mà tình yêu thì nấp lét ở Việt Nam, không bao giờ gặp tôi rõ ràng thân phận mà vô bóng thoát là nói yêu. Quay về nói thằng Quý Ngọc hết anh từ đầu tới cuối, chỉ có em thôi. Những lời của Ngọc Sơn nói tôi còn ở đây. Ngày 30 tháng 8 này nhỉ, cầm cái điện thoại của tôi điện về từ Mỹ về Việt Nam, chứ thằng anh ba chưa xài một cắt cho tôi. Nói trên điện thoại Sơn nít tôi lên mọc tiếp để mà làm món quà định tình cho tôi. Mà định tình tặng xong để thằng Quý Ngọc Sơn đi cho tôi điểm 7 ngày xong bên cái máy, bên dính cứng cái máy tôi và cái đất luôn. Khốn nạn như vậy, hai thằng làm game tôi. Rồi cái gum kéo lên gần 500 mấy chục khách. Khốn nạn không? Rồi đá tôi ra bên nít tôi. Lấy cô bé Ngọc, bạn gái của Ngọc Sơn. Tôi nói cho nhí nghe nè, là người nổi tiếng đương kim đương thời, 19 người dành Sơn nít cho trái tóc thơm. Nhưng tôi để cho một thằng què, một thằng Ngọc Sơn, hiểu không? Một thằng Việt Nam được nở mặt nó mài Sơn cho tôi, giống y như con nổ tôi cho nó được, cho tôi 50 đô. Lên cái thằng anh ba lên rất là mất dạy với thằng Quỷ Ngọc, bên mái bên nít tôi đá tôi ra xong lấy tiền lại. Để không? Thằng Quỷ Ngọc ăn tiền hai cái nít luôn. Ông không có bẫy cho vô rum, Ngọc Sơn cho vô. Hai thằng gài cái rum lên 500 cách có bỏ một cắt. Chứ không phải tụi thằng heo này cầm cái mất tiền không? Đúng không? Tụi con nổ, tụi chó này, tụi cà, tụi khốn nạn này, tụi đá chết mẹ mày, mấy thằng mất dạy mày. Tụi mới lên đây mà cầm mít mà xúc phạm tao, tao kêu công an bắt tụi mày hết. Tao là người nói chuyện với công an mà tháo cho Ngọc Sơn ra tù vào 14 năm rồi chứ. Tao bỏ thằng Ngọc Sơn vô tù một cái một, đồ mất dạy. Hỏi nhí nè với các bạn, anh em quần chúng, tôi hỏi các bạn nè, có phải Ngọc Sơn là lừa tình lừa tiền tôi không nhí? Đúng không? Thằng con không lấy vợ thì đừng nhận tiền của tôi, đừng đăng báo những đời tư của tôi. Đó, bánh kem của tôi đó. Có thấy không? Nữ hoàng thánh, nữ cha tôi tôm, địa chỉ nhà, tên thiệt của tôi ngoài đời. Có phải là Ngọc Sơn sử dụng lợi dụng tôi không? Có phải không? Mà tôi vẫn cho lợi dụng. Lợi dụng từ ngày đầu cho tới ngày cuối, cho tới hiện tại. Tôi vẫn tha, tại vì tôi không có nhu cầu lập gia đình các bạn.
tụi này nó rất là rẻ tiền, vô giáo dục tiểu nhân bị ổi, tôi không có lên đây thanh minh. Mà Ngọc Sơn đang nằm nít đen ở trong này, tôi nói chuyện cho Ngọc Sơn nghe chung. Đừng có vô đây làm cái trò đó nữa Ngọc Sơn. 13 năm về trước tôi quỳ trước cửa nhà của Ngọc Sơn, tôi giái về trên về tâm linh. Tôi xin Ngọc Sơn tôi giải nạn, giải nghiệp cho mẹ con họ. Để tôi nói cho mọi người nghe nè, Ngọc Sơn đang bị nghiệp quật 100%, chứ không nói lời cay cú hay những lời mà xúc phạm đâu em nhí và các bạn. Anh ba không biết được, anh ba không biết chị Táo sống về tâm linh, hiểu không? Tại vì từ từ khiến đó, khiến cho bà cụ bệnh, Ngọc Sơn bệnh đúng không? Hai mẹ con tự nhiên cách ly, có nhà không ở. Cái nhà chửi chị Táo làm nhục này nè, ra đường đi về Bà Rịa đúng không? Có nhà đâu ở, khóa cửa lại đi ra đường. Xong lúc bà bệnh thì bị nhốt trong cách ly. Còn bà Loan thì dốt nhà thương, bị cấm không gặp Ngọc Sơn giờ chót. Bà chết trong cô lập cô độc trên giường bệnh, chứ phải tôi nằm trên giường bệnh chửi tôi không? Làm nhục tôi với thằng Quý Ngọc gọi từng đứa không? Em Cherry và em Queen Bee mở phòng cỡ cả tháng chửi tôi ngồi đó dên cái mặt lên thằng anh ba khốn nạn. 13 năm sau mày vẫn khốn nạn như cũ Ngọc Sơn mày. Mày vẫn cái trò khốn nạn của mày. Mày vô cái phòng của Bambi mày hát tặng cho tao, nhưng mày để thằng Quý Ngọc rồi chát chữ xúc phạm tao và gửi email đụng chạm tao. Gửi 3 cái email nha nhí. Lấy đời tư chị Tóc tung vô trong website trang mạng sách, rồi kêu xô cái bộ phận sinh dục đi đối tiếng Việt nha. Tiếng Việt Nam, mày đưa cái bộ phận sinh dục tao cho mày tiền coi lồn của mày, coi cái bộ phận của chị tao. Đánh bằng tiếng Việt Nam mà tôi ở Mỹ 30 năm chưa bao giờ ai gửi email, chỉ có từ thằng chó để anh ba vô đây với thằng khốn nạn Quý Ngọc đó về. Hai thằng chó này muốn mở lại cái phòng. Y như năm 2012 tôi về, nó trận năm 2011 không cho gặp Ngọc Sơn đó. Tôi sẽ về gặp Ngọc Sơn kỳ này nữa nha các bạn. Cái game này kỳ này lớn anh nha nhí. Chị Táo kỳ này về Việt Nam trong sau 16 năm biết Ngọc Sơn với tư cách danh phận chị ba Ngọc Sơn nha. Chị ba showbiz chứ không có chơi bao thoát gì đó. Không có chơi bao thoát nha các bạn. Tôi về tôi gặp thẳng ngay tại Việt Nam, tôi nói cho YouTube nhục quá rồi. Phải gặp một lần trị cho một bài học, hiểu không vậy nhí? Năm xưa là tại thằng Quý Ngọc. Mày mà về Việt Nam tao sẽ kêu công an tao bắt mày, hiểu không? Thằng chó Quý Ngọc nó nấp vào mẹ con Ngọc Sơn, nó hù tôi. Mày mà đến Việt Nam tao kêu công an bắt mày. Anh ba đã trở lại bao thoát rồi. Anh ba đang trong cái room 3 số 9 lật là room MTV. Cho nên tôi mới về Việt Nam, tôi ghé năm 2011 đó. Ngọc Sơn đâu có tiếp tôi, đang cặp với con Ngọc mà tiếp tôi cái gì. Rồi qua 2012, hiểu không, Ngọc Sơn với tôi mới đăng báo, hai đứa mới chung với nhau. Rồi mới yên tĩnh quay về với tôi. Quay về với tôi cái nó suối Ngọc Sơn mở phòng giang hồ kéo vô chửi tôi là tôi bỏ Ngọc Sơn tới giờ. Rất là quá trời quá đó, con mất dạy không vậy gì. Rồi bây giờ mười mấy năm sau nó xóa sạch kênh YouTube, nó report chị Táo xào xạo. Xong hai thằng dắt nhau để lập đặt cái MTV. Mà tôi nhắc trước khi tôi xuống cái mít nè, ở đây nó không phải là Ngọc Sơn là nhân vật quan chính, mà tôi là cái người làm bao thóp đông, đúng không? Giang hồ anh em đồng đạo bao thóp này sống nhờ vào tôi 20 năm rồi. Các bạn không phải là nghe chuyện tôi với Ngọc Sơn mà các bạn có cái tên hình là do về sự ảnh hưởng của ai, đúng không vậy nhí? Ở đây không phải người ta nói đại tài của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn không là cái gì cho bao thóp này với chúng ta, nhưng mà Ngọc Sơn có sự ảnh hưởng của chị Táo, mà chị Táo ảnh hưởng tới cộng đồng kiều bào tụi mình, đúng không? Mãi thân nhân chứ Ngọc Sơn không phải đề tài của các bạn, không phải là đề tài của tôi. Mà cái vấn đề tôi giao thì với Ngọc Sơn để tôi đánh vào trong cái bao thóp này mà nó không chịu hiểu. Chứ bây giờ nó cầm cái bích tôi đến nhà Ngọc Sơn không phải live show của tôi à, coi đúng không? Không phải chương trình của tôi à, không phải ăn bám vào tôi ăn mày. Cầm cái bích nói về live show của tôi tới nhà Ngọc Sơn không tiếp, có phải đề tài chị Táo không? Mãi thân nhân thấy không? Mà tiền là tụi em cho tụi nó. Mãi thân nhân thấy vô lý không? Cái room của con Cherry tụi em mở ra toàn là tiền gì kiều cho tụi nó nuôi tụi nó, mà nó lấy tiền của chị Táo, công quả lai số bệnh tật của tôi, tiền bạc của tôi, cái gì cũng cho Ngọc Sơn đang theo. Nó gai hồi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ cứ chuyện của tôi, đúng nhục không? Còn Ngọc Sơn thì ngồi ở dưới nấp đít đen để chi chơi cái trò tiểu nhân tiếp như ngày xưa, cũng lại rung giang hồ, cứ chờ con nào cắn là nhảy ra thằng Quý Ngọc, hiểu không? Nó nằm đằng sau nó nấp bóng đó. Thì bởi vậy các bạn thấy không, hả, tôi lên mít là cái thấy con nào cắn tôi là cái đít Ngọc Sơn nhảy vô, có đúng không? Hôm qua giờ lần trước một lần mấy lần rồi, ở bên phòng bán bì cũng vậy, vừa gọi là nhảy ra, nhảy ra xong cái Ngọc Sơn nhảy ra cái tặng mình một bài ca, cái nhảy xuống ngồi đổi đít đen lặn vô. Năm xưa Ngọc Sơn kêu em qua đây với anh,
anh giới thiệu cái room người yêu chị ba sau, cái Ngọc Sơn kêu anh cầm cái mic cho anh 10 tiếng. Vậy 10 tiếng của tao mày có trả tiền máy, tiền net, tiền wifi của tao không Ngọc Sơn? Mẹ con chó của mày ở Việt Nam đẻ của mày với thằng chó Quý Ngọc của mày, hả tụi bay? Tập đoàn ca sĩ của mày mày có trả cho tao đồng nào không, tiền bệnh tật của tao? Hả? Hả? Cái mic là của tao tự sơn từ phòng tao qua, mày có sơn không? Hai thằng mày đéo giả sơn xong đá tao ra xong bên cái máy tao lấy tiền của mình từ quân chia nhau. Mày cho thằng Quý Ngọc ăn chứ mẹ con mày. Đồ khốn nạn, tao chửi là phải rồi mà. Tao đâu có chửi mẹ con mày sai, có phải mày đéo không? Mẹ con mày gạt người ta quá lâu rồi, ăn tiền báo thóp ngặt mặt rồi đi á. Gai thằng Quý Ngọc, gai tiền Việt Kiều, gai tiền Việt Nam. Có phải mẹ con mày đáng trách đáng chửi không? Thằng anh ba có phải mang nhục không? Mày muốn tao tha là mày phải đăng báo đúng không? Mày dùng tao, mày đăng báo cho mày nổi tiếng tại cái báo tóc thì mày phải đăng báo tao nổi tiếng chung với mày chứ. Có đúng không vậy má Tình Nhân? Ủa, anh ba chung với chị ba nổi tiếng tại báo tóc sao tao không chung với mày tại bao trong showbiz vậy mày? Ủa, chung là phải chung hai bên, chung trong nhà ra ngoài đường chứ sao Vinh Quang Phú Quý mẹ con mày chung. Mày cho thằng Quý Ngọc hưởng, cho mấy con chó báo tóc hưởng. Rồi đưa mấy cái room lên cho đã cực khổ, kéo lên cho nó làm anh ba thủ quỷ, thủ lĩnh. Với thằng chó kia thủ quỷ với bà gái mẹ làm thủ quỷ, nó lên đây nó toàn là chị ba bị dục thằng anh ba bỏ không à, đồ mất dạy không, đồ mất dạy không. Vậy tôi hỏi dí như vậy tôi chửi như thế nào? Tôi là một người nổi tiếng, tại sao tôi phải cần một thằng anh ba nổi tiếng, đúng không thiên tài? Tao có cần gì một cái thằng quen mất đi Việt Nam hết thời ngồi bia rượu rum a hả, ngồi chơi gái còn không có Việt Nam gì, một cái thằng lên len quen len keng lóc cốc mở phòng cũng tới 20 khách. Tụi cái thứ mất dạy. Để tôi nói ở trên này nè, là cái lũ Việt Kiều dơ, Việt Kiều nổ, Việt Kiều xạo, ăn theo thị trường online lợi dụng tôi, rồi ăn bám vào tôi, cái lũ Việt Nam ăn mài lợi dụng tôi bao nhiêu năm tiểu nhân. Bây giờ bị tôi dạch mặt vô đây, tôi ghét mà tôi làm ăn mài, tôi lấy hết tiền của tôi lại. Lấy như vậy có xứng đáng không? Hỏi Mã Tình Nhân, hỏi Nhí, hỏi cộng đồng giang hồ bao thoát và Việt Kiều Việt Nam. Ủa công quả của tôi, tôi ăn mắc quá gì tới tụi bay? Còn cái tiền tụi, thí dụ con nẩu nó tặng là tiền bở đất, tiền chung chi, tiền hiếu thảo, tiền biết điều, tiền bảo kê, tiền đóng thuế chứ. Ăn ngặt mặt làm ăn trên đài phi chùa, tối ngày ăn đủ ở chùa đúng không? Tụi cái thứ mất dạy lên đây không đóng một cắt ở ngoài đường mà chửi người ta đánh bê bể mặt tụi nó lũ ăn mày. Mày ra đường mày dám đụng tới người ta Việt Nam không hả cả tôi? Thử xin lỗi mày chứ ra đường mày dám gọi tên Ngọc Sơn con tám mày chết mẹ, thằng ăn mày bá dơ. Ai cho mày tư cách gọi? Tao dám gọi Ngọc Sơn, tao dám gọi mẹ Ngọc Sơn vì họ là những người mất dạy. Tặng một lần để gài chị Táo vô một cái thế để mà lấy tiền nhục, làm nhục chị Táo hay mua Mã Tình Nhân. Mà cái tiền làm nhục đâu phải tiền mang ơn. Cái tiền xúc phạm chị Táo đâu phải là tiền tôi ăn mày. Nó ăn mày tôi mượn bế đăng trời, tôi cho nó rung ăn ngập mặt cả cái cộng đồng ở đó, nó cho tôi 50 và tôi ăn mày nó nè. Đồ giỡn mặt à. Nó chơi với cái con kia xong hai con đĩ rẻ tiền lên cắn qua cắn lại xào xào đóng kịch, cắn qua cắn lại gài người ta chú ý xong cái gài chị Táo vô mất dạy không? Đồ mất dạy rẻ tiền không? Mấy con ranh con mày chưa đủ bé đâu để chơi với chị đâu mấy em. Tao đẻ đó, tao lập ra cái cộng đồng online, tao đẻ ra mẹ con Ngọc Sơn, tao nói thẳng cho YouTube, tao đẻ ra hai mẹ con mày còn được mà. Tao đưa một thằng anh ba lên mà. Tao đưa thằng anh ba lên, tao có quyền tao chửi thằng anh ba phải nghe. Không nghe thì thằng anh ba bây giờ ăn lờ, đúng không? Hồi đó ngồi bóng thốt thì lợi dụng lấy thằng Quý Ngọc con gái người ta đánh đập rồi hai thằng bắt tay nhau. Đổ hết lên đầu thằng Quý Ngọc. Rồi bây giờ một thằng Hồ Văn Cường, hồi xưa một thằng Hồ Quý Ngọc ngồi tù cũng vì một thằng hồ. Thằng hồ kia hồ nọ, rồi một cái người nằm lăn Ba Đình cũng hồ. Nói ở trên YouTube nhục quá rồi đi xóa kênh. Biết tại sao xóa kênh gì tao không? Tại có một cái rách thằng Quý Ngọc hãm hiếp một em ở trên này nè. Đi vô chơi gái ở khách sạn rồi không trả tiền khách sạn. Gài người ta vô mượn rượu đè người ta hãm xong không trả tiền khách sạn bỏ đi. Con nhỏ kia nó vừa bị hãm mà nó vừa mất tiền khách sạn, nó lên nó kể nó khóc nó khai. Giả thật thì mình không biết mà người ta ngồi người ta khai đầy đó. Thì tôi cập ở trên YouTube là tôi để lên báo thoát nè. Rồi là lên xóa kênh tôi. Còn anh đó Ngọc Sơn, anh là một ca nhạc sĩ. Nếu anh có đạo đức với mẹ anh, nếu mà con người có đạo đức thì đâu bao giờ đi xài đến ăn cắp của người ta đâu, đúng không? Đi lên giả nhân giả nghĩa mừng sinh nhật cho em Miss MTV, tặng cái đích em Star TV làm sinh nhật đó Mã Tình Nhân. Sau khi trở lại báo thoát đòi phải cái đích đó mới chịu. Lấy cái đích đó đi ăn cắp là của Miss MTV sau khi nhận gửi cho người ta, tặng cho người ta làm sinh nhật cho đã rồi. Quà sinh nhật mà đi lấy là ăn cắp lại. Ăn cắp lại hai thằng chia nhau trên sự tức giận của một cô gái, một người bạn từng chơi chung, một em gái, hai thằng bất lương không? Hai thằng mày chỉ lợi dụng đàn bà điếm thúi. Tao giật mặt hai thằng mày là đúng. Hai thằng mày nhục tiểu dân, xóa sạch kênh YouTube của tao hèn. Nó quậy tôi tới bà chủ nhà tôi mấy con sóc.
Rồi nó kêu 4-5 thằng công an giả này kia giả thần vô quy gọi tôi, gài tôi để lấy địa chỉ nhà. Là tao biết cái hai thằng mày quay lại mở room liền. Tao đẻ ra tụi bay mà, tao chơi tâm linh chứ tao đâu có chơi bóng thuốc đâu quay vắng. Tao chơi là tao chơi showbiz chứ tao phải tao chơi Ngọc Sơn trên giường đâu. Tao chơi cái chị ba của tao chứ tao phải của thằng anh ba tụi bay đâu mà xạo với tao. Lấy gì mà đụng tới tao. Tao có thể nghèo, tao không tiền bệnh tật. Tụi bay có thể nói vào cái thời cái đời tư thật, nhưng mà tao là người bệnh tật xưa giờ không biết chơi không lại môi người ta ra làm nhục. Nhất là cái thằng bá dơ cà tôi nè, hồi đó tôi lập cái room hội tam hiệp, nó vô đó không biết nó cắn tôi mấy lần rồi, tôi đã không thèm, tôi lóc nó từ đó tới sau này. Rồi sau này tôi mở ra tôi gạch lại, tôi thấy nó chị em lễ phép, tôi tưởng nó biết sai với thằng heo và cái tụi con nẩu này. Cái room hội tam hiệp là tao làm cho sập mà, cho chết mà, cho đói mà. Tao đưa lên để tao đập cái room ba xuống chứ tao trị thằng Quý Ngọc và thằng Ngọc Sơn mà. Chứ đâu phải là tao đưa lên cho tụi bé ăn mày rồi chửi vào tao với quần chúng của tao. Đồ bất dạy. Vô đây lừa cái bích ế thì không lên. Mà Việt Kiều cầm cái lên gài xạo xạo cái lên cắn người ta. Cắn cái một lú ngồi ô hộp cười nhục. Nhục không? Hèn không? Làm tới làm lui ăn tiền Việt Kiều đéo có đề tài cái cục ăn cắp đề tài của tao mày. Ăn mày vào quá khứ lần hiện tại của tao tới tương lai đồ nhục. Còn thằng nào con nào mày muốn nói chuyện với tao, người nổi tiếng có ngon gặp ngoài đời nè. Tao sắp về tới Việt Nam thế nào cũng có một chuyến đi Việt Nam. Mười mấy năm về trước quá hiền, quá từ bi, quá cao thượng, quá trời thật thà. Nhưng mà một trái tóc thơm của năm 2024 chứ không phải ngày xưa giờ đó đâu. Tao lớn theo thời gian rồi, đừng có lợi dụng tao nữa. Mít ế lúc nào cũng gài tao lên cái mít ế sọc sọc, có tài chọc tao nhảy, có tài gài tao lên mít. Có tài gài tao lên đây cầm mít để cho tụi bay ăn cơm. Đừng có ngồi đó mà mơ. Tao vô đây là vì tao có cái chuyện của tao để tao trị tụi bay thôi. Việt Kiều đi qua bên YouTube đầy cái lỗ tai thỉnh qua để trị lũ chó đẻ tụi bay đó. Lũ mất dạ Việt Kiều dơ và lũ Việt Nam dơ tụi bay kêu tao qua trị đó. Tao mới qua đó chứ không phải tao ăn mày đâu. Tao dùng chương trình ăn mày, tao đánh ăn mày đó đồ tiểu nhân. Còn muốn đông vui nhộn nhịp là phải biết bận đích chung chi. Thấy không? Người ta ra cái điều kiện, người ta cho ăn mày cái chương trình người ta. Biết khôn thì bởi đích đưa căn nhà ra cho chị. Hiểu không? Chị dẹp tiền bệnh tật mà chơi đồ núp hết, đồ đại gia xạo. Tới tối ngày lợi dụng cái đám chó vô mấy cái room. Hụ ma chị đưa lên cho sẵn xong chia tiền Việt Kiều. Tài đức gì mà ngôi sao với là có tài cầm mít. Đó bây giờ ế vô động bà đánh là sao không cầm đi, đưa 500 ngàn cục đi. Ngày nào cũng như chó với mèo cầm lên cầm xuống, có nhiêu đó vòng vòng có tiền Việt Kiều. Đưa tới đưa luôn mà cái rung lên không nổi cục nào, chỉ có gì địch ỉa đủ đéo nhục nhã không. Tài mẹ gì, tài ăn mày ăn bát, tài tiểu nhân nhục. Tao chửi qua tao lóc đít mà không biết nhục. Thằng anh ba nào, thằng Ngọc Sơn nào dám bỏ tao. Mẹ của Ngọc Sơn kêu tao vô bao thuốc cầm cái bát chửi thằng Quý Ngọc xong nắm tay thằng Quý Ngọc lên hình lên báo tổ chức sinh nhật vậy đó, tại nhà vậy tao nể không. Đừng có ngồi tưởng đằng Việt Kiều người ta ngồi mà xỏ lá người ta lên đầu. Muốn làm gì làm ở trên cái bao thuốc này. Lừa đảo rồi đi tù. Tao không bỏ tù thằng anh ba, bỏ tù bà Kim Loan là tao còn nhịn đó. Tao không bỏ tù thằng Quyết Ngọc, tao không bỏ tù tụi bay là còn xước đời cha tụi bay rồi đó. Đừng ngồi mà mất dạy với tao. Đồ cái thứ ăn mày tiểu nhân. Công an mạng ngày xưa gặp tao mà tao không nể mặt á, tao đập hết từ trong ra ngoài nước. Tao cho công an còng đầu từng thằng thằng con. Giỡn mặt. Thằng nào bỏ tao, thằng Ngọc Sơn nào bỏ tao. Hả? Kêu Ngọc Sơn thề ngày xưa kia gọi tao là người yêu có đang cặp con bạn gái trong nhà đánh lộn với con bạn gái chạy lại tới tao không? Rồi quay về với bạn gái rồi chia tay với tao vì cái bao thoát không? Chứ thằng Quý Ngọc đâu? Thằng Quý Ngọc đó chỉ là cái đệ tài, chỉ là mẹ con Ngọc Sơn mất dạy, độc ác. Gài Việt Kiều vào để lấy lòng thằng Quý Ngọc để làm con chó điều khiển nó thôi. Chứ thằng Quý Ngọc làm gì có tư cách mà điều khiển ai? Nhưng mà nếu mà mẹ con của Ngọc Sơn không dung túc, không mất dạy nó dám không? Cũng như tao cũng vậy, tao không cho tụi bay rung đông tụi bay dám không? Tụi bay mất dạ là vì tao cho tụi bay rung đông, chỉ vậy thôi. Mà tao dẹp rồi không cho rung cho thời vậy là tụi bay đói thì tụi bay mất mất dạy. Vậy mà cũng còn không biết nhục vẫn mất dạy, không biết thèm. Mày có thể cầm cái bách mày mất dạy với con Cherry vì con Cherry cần một con chó gì mà cầm cái bách mày ở đây mày ăn, hiểu không? Cái lũ Việt Kiều hèn ở đây cho mày gọi mày ăn, nhưng mà không được ăn tới tao vì tao không có vô đây ăn tiền con Cherry, ăn tiền cái rung này, ăn tiền tụi bay. Mày á, mày đồ mất dạy vô giáo dục, làm ơn nép cái tên tao ra, đừng có ăn mày nữa. Ăn mày 20 năm rồi mà không biết liêm sĩ chơi sen mặt dày. Tao cũng nói thẳng thằng anh ba luôn,
anh có lấy vợ tôi chúc phúc, anh đủ anh đéo anh chơi đĩ không phải việc của tôi. Anh ở trong cái bão thoát, anh mở phòng giang hồ, tôi không ủng hộ Ngọc Sơn, anh mở phòng giang hồ. Đừng có nói tôi chị ba này, chị ba kia. 20 năm tôi bợp binh của tôi chưa bao giờ một cái phòng giang hồ nào của tôi. Anh muốn tôi bên cạnh anh đứng bao giờ giang hồ giang mai. Làm sao tôi chấp nhận mà ngồi một người xung quanh tôi, anh ngồi cái đó chửi bảo tôi mà tôi chấp nhận. Một thằng đàn ông nói chuyện tình yêu mà anh ngồi với nhiều con chó chửi vào mặt tôi. Rồi anh và mẹ anh chia những cái đồng tiền chửi bảo tôi, anh có nhục không? Anh chia cho một thằng quý ngọc mội rồi anh chỉ tay nó chửi vào mặt tôi và mẹ anh. Thì mẹ anh nói với tôi cái tư cách gì mà tôi nể giữa công chúng? Một người phụ nữ tôi sống quân tử, tôi cho anh ba chị ba, còn anh một cái thằng hèn. Mỗi lần một con đàn bà chửi tôi là có cái mặt anh. Cái rung nào đánh tôi làm game là có mặt anh. Anh vô với cái mặt anh làm đại ca lên. 16 năm rồi cha mẹ mất, anh vẫn bất hiếu như ngày nào. Anh vẫn giang hồ giang mai. Ngồi đó đi rồi làm đại ca giang hồ. Đừng có lôi tôi vào làm nạn nhân nha chưa Ngọc Sơn. Nhớ chưa Ngọc Sơn. Khi mà vinh quang phú quý cầm tiền cầm bạc thì không bao giờ gọi tên Trá Thấu Thơm. Mà khi anh bị xa cơ thất thế là có tôi. Mà mỗi một lần cái thằng con chó Quý Ngọc về Việt Nam là có cái bản mặt anh. Là lúc nào anh cũng mất dạy với tôi. Mà muốn trị được anh là phải lôi mẹ ra mà chửi cha mắng mẹ là phải rồi. Tôi làm gì có lý do chứ ai mà đụng tới bà Kim Loan làm gì. Mẹ anh đâu phải là cái người để tôi đụng. Mẹ anh đâu phải là cái nhân vật cần tôi phải giao thiệp. Bà mẹ con anh cần giao thiệp với tôi, cần cái bao thuốc chứ tôi cần gì mẹ con anh. Việt Kiều ai làm dâu? Việt Kiều ai mà cần mấy cái thằng ba dơ Việt Nam tụi bay? Giỡn mặt hả? Mẹ 15, 16 năm người ta cho cái sĩ diện tôn nghiêm vô mà coi đám chó bao thoát tao nuôi gì mày đó. Nó ngồi nó phản chủ đất chửi cá gì tao gì mày đó Ngọc Sơn. Còn mày ngồi ở dưới. Thằng khốn kiếp mày. Để tao coi tới đâu. Chả mít cho mọi người chơi nè. Lúc bích ế thì không thấy một con chó ăn mày khốn nạn nổi. Góp được tiền Việt Kiều cái bắt đầu lên ẳng. Biết nhục chơi trẻ từng đứa một, tao cảnh cáo tụi bay đó. Đừng gọi tới tên tao nữa, không có tao gọi công an, tao cho làm việc lên nhục mặt. Lượm mấy đồng bạc cắt ở trên này tao cho nó đóng tiền. Nó nhục quá rồi mã thành nhân, đúng không? Lợi dụng em ngồi buôn bán làm ăn. Khi nào em rảnh em mới cầm cái mít em coi luôn. Dù cắn em là cắn, chửi em là cắn. Nó còn cầm mít nó đòi đánh em ở nhiều Việt Nam đủ mới thắt dám đánh nó mã thành nhân. Mấy cái thứ xì keo chích nghèo nàn. Tôi một tay giúp giả lập cái rung giang hồ trí thức cho thằng ông lão lấy đò. Vậy mà nó vô nó bán bánh ở trong đó đó, nó chửi tôi tại đó. Cái thằng Vũ, thằng cà tôi chó đẻ này nè. Tôi một tay tôi lắp rung hỏi ta mịp, nó gáy rung hỏi ta mịp, nó chửi tôi. Tôi một tay tôi đập rung MTV, một tay tôi mẹ con Ngọc Sơn bắt, nắm đầu tụi nó chửi cả tôi. Còn Ngọc Sơn cũng vậy, tôi đã nói rồi không yêu thì đòi quà. Đúng không Mã Tình Nhân? Ủa không yêu thì đòi quà. Bây giờ ngon rồi lên rồi mẹ con anh trả tiền đây để tôi mua nhà đi chợ. Đúng không? Ai là chi kỷ? Tôi là một người làm từ thiện, tôi cho cả một danh dự, trái tim, lòng thành, uy tín, tuổi xuân và danh dự. Tôi không đòi hỏi cưới hay yêu tôi, nhưng đừng có làm nhục người ta chứ. Đúng không? Ai là chi kỷ? Tụi mình Việt Kiều đâu phải tụi mình điên. Đúng không? Mã Tình Nhân, người ta tình cảm, tao mới đến cho làm chị ba anh ba. Tao mới đến cho làm live show chung, tao mới đến cho đặt bánh kem này kia chung, tao mới đến tiền của tao bao mà. Tiền của tao bao cho mẹ con Ngọc Sơn thì ai nói tao là sai. Còn mẹ con khốn nạn của mày hở một cái từ bao thoát tới trong nhà. Kêu tao phải biết điều với thằng Quý Ngọc mới được làm vợ làm dâu. Biết điều với đám giang hồ chó của tao nuôi thì mới được làm chị ba. Thì mày kiếp cái loại đỉ loại súc vật đó vô làm vợ làm dâu nhà mày. Tao không rảnh đâu mà ngồi đó để chó cắn lên đầu tao. Và tự nhiên cái tao phải bị lị mẹ con mày, đúng hay không? Cái tư cách của tao mẹ con mày ăn giọng cho đã xong còn tiểu nhân đè đầu nữa. Đã ăn mài đã không bỏ một cắt đủ mẹ. Không nếu có một cắt mà còn bày đặt chỉ tay biết à. Tôi nói đâu có gì sai đâu. Tại bao thoát bị nó đắm chìm trong sự nhục nhã ngục mặt. Không biết nhục. Mấy cái game dơ giá tôi ghét tôi cho nhục. Mà nó tưởng thiệt mà cứ lên cắn biết. Năm 2011 đến Việt Nam là đang lập lại cái room MTV. Thì đâu có gặp tôi mà không ưa tôi là phải rồi. Không ưa là tại vì không phải làm vợ làm dâu. Không ưa thì đọc chép cơm mà lên làm má làm mẹ trên này. Làm đại bàn giang hồ khùng. Đó quý vị thấy không? Thuê là 12 thằng bảo vệ đó. Mã Thành Nhân không? Thuê 12 bảo vệ bị làm tiền giữa Việt Nam lên có 4 thằng. Mà người ta chưa có thuê mà chỉ hỏi thôi. Ai là chi kỷ không? Chỉ hỏi thăm thôi.
rồi nó mới đòi mấy trăm đô 14 triệu mà cho mấy này chỉ quay phim đứng chơi lên hình, chứ thật ra cũng không phải bảo vệ mà lên phim, lên cho vui thôi, mà nó đòi 700 đô, mà nó gửi lên không có 12 thằng, có 4 thằng quen à. Nó không đủ cho tôi mà nó còn làm tiền, nó đòi tiền tôi phải trả giữa Việt Nam, bắt phải trả nguyên gói giữa Sài Gòn. Ở bên kia thì thằng chó đẻ thằng Ngọc Sơn khốn nạn không chịu gặp, còn thằng khốn nạn Quý Ngọc á thì gọi công an ra, cùng những cái đám bao tóc kêu khách sạn đuổi tôi, kêu nhà hàng đuổi tôi, rất là bất dạy. Hồi đó lợi dụng cái room cherry làm game, làm tiền tôi không đó hội ngộ anh em. Nó điện thoại, chị ba ơi vô đây giúp anh ba. Trước khi mà qua phòng mà cherry làm game tôi về đó là chị ba vô giúp anh ba. Cái mục tiêu là cứ dụ Ngọc Sơn phải mở phòng giang hồ. Kỳ cục. Mà Ngọc Sơn đã không mở nữa, biết sai rồi, không chịu, không có lợi người ta né. Mới vô phòng tôi ngồi nó không chịu. Là nó suối bằng làm tim chửi tôi. Chửi điên, chửi khùng rồi trả vô phòng con cherry nè, đánh lên. Mày là cái con này con kia rồi, cho mày hốc máu mày chết luôn trên giường bệnh, con nó độc ác rồi. Mà tôi với Ngọc Sơn có quen nhau đâu. Hôm nay 16 năm toàn là Ngọc Sơn yêu tôi một mình, là Ngọc Sơn thích tôi một mình. Nhưng tại tôi cho Ngọc Sơn sĩ diễn, mà tụi nó bị điên bị khùng nó không biết. Chứ nếu tôi là một người thật sự mà nhục nhã, có ai mà mẹ người ta đón tôi không? Có bao giờ mẹ người ta ra phi trường đón không? Nói cái gì phải tội nghiệp bà cụ. Bà cụ bị rầy là vì muốn Ngọc Sơn nên người mới mượn bà ra thôi. Chào em Cherry. Cherry chị Táo có lời nói thành thật với Cherry. Chị Táo vô đây cảm ơn Cherry tốt với mình, cho mình được cơ hội ngồi đây với em những cái rung của em. Nhưng mà chị Táo mong rằng em coi là cái thằng cà tui này do chị Táo. Chị Táo không cho phép nó cầm mít được nhắc tới chị Táo một câu nào nữa nha Cherry. Nghe chưa? Nó và thằng heo và con nổ cái tập đầu ăn mài cái room này của em vậy chưa? Mấy con chó mà trong cái room này nuôi nó vậy chưa? Nên nhớ tôi là người của công chúng chứ không phải tôi là người vô đây ăn mài vậy chưa? Tao có ăn mài, à tao ăn mài quần chúng của tao, chứ không ăn quay mất mài mấy con chó của tao, mấy tiểu nhân cấn trụ vậy chưa? Đồ chó cắn trụ súc sanh, tao chưa có chết vậy chưa? Còn anh đó Ngọc Sơn, mấy năm nay tôi với anh lục đục là cũng gì anh nuôi chó mà để chó quanh cắn tôi. Tôi không bao giờ tha đâu nghe chưa. Tôi nói là tôi sẽ về Việt Nam kỳ này. Tôi bước tới cái nhà 10A Sương Hòa Ánh mà tôi quỳ đằng trước cửa 13 năm về trước tôi cứu anh. Tôi cứu anh một cái thằng ca sĩ quen không có cái rung ngồi bao thốt. Trong khi đó em Cherry không biết tôi là anh dắt cái mặt chó anh qua anh ngồi để cho người ta cắn tôi. Anh là cái thằng sai không bao giờ được đâu Ngọc Sơn. Một cái thằng nhúc. Anh vô bao thốt anh nói anh yêu tôi mà ngoài đời anh không á. Nhận tôi lên đi ai là chi kỷ.